Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Giải Trí. Và bây giờ là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Ngọc Trinh hiếu thảo với cha, đón về nhà 50 tỷ, xây phòng karaoke cho. Ồn ào showbiz là thế, nhưng chưa ai có thể phủ nhận Ngọc Trinh thực sự là một cô con gái hiếu thảo vô cùng. Trong những năm gần đây, Ngọc Trinh bắt đầu có được cái nhìn thiện cảm của mọi người hơn trước khi đã chịu cởi mở trong cuộc sống, luôn sống chật vật với những điều mình làm và vẫn giữ được sự chín chắn trong lời nói, suy nghĩ. Một điều đặc biệt hơn cả, cô còn cho thấy mình là người đẹp rất thương yêu gia đình, luôn hiếu thảo với đấng sinh thành, đặc biệt là người cha bảy tòng của mình. Nhân ngày của cha, cũng nhìn lại xem Ngọc Trinh đã có những hành động ý nghĩa nào dành cho ba của mình. Ngọc Trinh hết lòng lo cho ba ruột, ba di kế sau khi thành công. Ngọc Trinh sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nên khi đã có sự nghiệp ổn định, nữ hoàng nội y đã không quên công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ bằng nhiều hành động phụng dưỡng. Ngoài việc chăm lo cho cuộc sống gia đình đầy đủ hơn, cô còn xây dựng lại ngôi nhà khang trang, 2 tầng, với đầy đủ nội thất và trợ cấp hàng tháng cho ba mẹ ở quê. Khoảng đầu năm 2020 vừa qua, Ngọc Trinh còn khiến khán giả ngưỡng mộ khi xây căn biệt thự trị giá 50 tỷ để đón ba mẹ lên ở cùng và sinh hoạt vui vẻ. Cô nàng thường xuyên mua nhiều đồ nội thất đắt tiền để bảy tòng, tên thân mật mà Ngọc Trinh gọi ba mình, tiện nghi sử dụng và nghỉ ngơi. Vốn biết người nhà của mình thích hát karaoke, Ngọc Trinh đã chịu chi mua cả dàn mái xịn sò. Đặc biệt, Ngọc Trinh còn chu đáo lắp cả mái che ngay khung cửa kính phòng riêng của ba để ông ngủ trưa không bị ánh nắng chiếu vào. Dạo gần đây, khán giả thường xuyên thấy Ngọc Trinh để ba mình xuất hiện trên những video ngắn, vui nhộn, theo trào lưu. Trong những đoạn clip đó, khi thấy Ngọc Trinh chỉ gọi ba mình là bảy tòng, nhiều khán giả vô cùng thắc mắc. Các anti-fan nhanh chóng chỉ trích cô nàng hỗn với ba mình. Sau đó chia sẻ lý do gọi ba mình là bảy tòng, Ngọc Trinh cho biết, nếu tôi hỗn ba tôi đã chỉnh tôi liền, vì dù có làm ra tiền, nhưng tôi vẫn là con, và trong nhà tôi vẫn có thứ tự lớn nhỏ. Tôi gọi ba tôi là bảy tòng như một cách gọi thân mật. Đôi khi cũng gọi ba, nhưng gọi bảy tòng là nhiều nhất, giống như kiểu quen mồm quen miệng. Ba tôi cũng cảm thấy không vấn đề gì. Từ nhỏ đã sống thiếu thốn mọi thứ, nên khi thành công, một trong những điều khiến Ngọc Trinh tự hào nhất mà cô chia sẻ đó là có thể lo cho cuộc sống gia đình. Ông Mao ở showbiz là thế, nhưng chưa ai có thể phủ nhận Ngọc Trinh thực sự là một cô con gái hiếu thảo vô cùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.